Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong clip này của mình. Clip này mình sẽ gửi đến mọi người những hình ảnh hiện tại của khu Dipsy Hải Phòng 2 và khu Dipsy Hải Phòng 3, hay nói nhanh hơn là khu Dipsy 2 và khu Dipsy 3. Hiện tại nó như thế nào? Trong kênh của mình thì cũng đã có những clip về hai khu Dipsy này, nhưng cách đây khá là lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người những hình ảnh hiện tại của nó, xem là cái khu Dipsy 2 này cái tỷ lệ lấp đầy của nó như thế nào rồi, và cái khu Dipsy 3 thì người ta đã san lấp và thu hồi đến đâu mọi người nhé. Ở một vài cái thông tin tổng quan về khu Dipsy 2 nằm tại bán đảo Đình Vũ, về phía đông bắc của khu Dipsy Hải Phòng 1. Bên cạnh cái lợi thế về địa lý nổi bật và những cái ưu đãi đầu tư như khu công nghiệp anh em của mình, thì Dipsy Hải Phòng 2 được thiết kế tỉ mỉ để trở thành một khu công nghiệp xanh, đi theo cái hướng khu công nghiệp sinh thái của toàn tổ hợp Dipsy. Tại đây còn có đường được làm từ nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam. Dù chỉ mới khởi công từ tháng 5 2018 thì Dipsy Hải Phòng 2 đã xuất hiện những cụm sản xuất quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử và sản xuất ô tô do các cái công ty sản xuất hàng đầu thế giới dẫn đầu. Về diện tích cái khu này thì đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 645 ha, với các cái ngành công nghiệp chính như là sản xuất ô tô, điện tử, logistics, cơ khí và chế tạo máy. Cái số lượng khách hàng bây giờ thì theo mình tìm hiểu trên trang chủ của Dipsy Hải Phòng thì đâu đó nó rơi vào tầm khoảng trên 25 khách hàng rồi. Đấy là người ta cập nhật cái số liệu cũng khá là lâu rồi. Đó, thì mình không có số liệu chính xác, mình sẽ lấy cái số liệu của người ta cập nhật, nhưng với cái thời gian cách đây khoảng hơn một năm rồi mọi người. Ưu đãi thuế khu kinh tế này thì theo mình được biết và tìm hiểu ấy, thì thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình trong 15 năm đầu tiên đâu đó chỉ rơi vào tầm khoảng 4,35%. Về kết nối thì cái khu Dipsy 2 này cách cảng Đình Vũ 3 km và cách trung tâm thành phố Hải Phòng có 11 km thôi, cách cái cảng hàng không quốc tế Cát Bi 6 km. Sắp tới mà cảng hàng không quốc tế Cát Bi được xây dựng cái cảng nhà ga hàng hóa thì cũng khá là thuận tiện cho cái việc hàng hóa đi lại giữa các khu công nghiệp, đặc biệt là khu Dipsy 2 này. Cách cái cảng nước sâu Lạch Huyện đâu đó chỉ khoảng 10 km, rất là gần mọi người ạ. Và kết nối trực tiếp đến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng trước mặt cái khu Dipsy này luôn. Đến với cái đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng Móng Cái thì rất là gần, có 4 km thôi mọi người. Đó, thì một vài những cái thông tin về khu Dipsy 2 này mà mình muốn gửi đến mọi người. Đặc biệt là trong khu Dipsy 2 này mình có biết một cái khách hàng khá là lớn, đó là cái tổ hợp mà nhà máy sản xuất Vegatron, mà người ta đầu tư đến tầm 1 tỷ đô vào cái nhà máy đó. Và trong clip mình có xuất hiện cái nhà máy này, và hiện tại thì cũng sắp là xong rồi, và cái khả năng tuyển dụng và cái nhu cầu tuyển dụng của nhà máy này rất là lớn. Mình thấy là cũng quảng cáo tuyển dụng suốt đấy, nếu mà mọi người quan tâm thì có thể tìm hiểu nhé. Thank you.
nói về khu Deep Sea Hải Phòng 3, tổng quan một chút thì điểm nhấn chính của khu công nghiệp Deep Sea Hải Phòng 3 là sự phát triển của trung tâm logistics cùng với cái cảng tổng hợp và kho bãi. Các doanh nghiệp đầu tư vào Deep Sea Hải Phòng 3 sẽ được cái lợi thế cạnh tranh nhờ vào vị trí đắc địa ngay cạnh VinFast, nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Việt Nam. Cách cảng nước sâu chỉ 3 km và gói ưu đãi thuế hấp dẫn toàn diện áp dụng cho các cái dự án đầu tư tại khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải. Diện tích của khu này thì nhỏ hơn khu 2, khu Deep Sea 2 nó chỉ rơi vào tầm khoảng 520 ha thôi. Các ngành công nghiệp chính đâu đó cũng giống nhau. Logistics, cảng biển, sản xuất ô tô, công nghiệp tổng hợp. Về cái ưu đãi thuế khu kinh tế thì mình thấy nó giống với lại khu Deep Sea 2. Trong 15 năm đầu tiên thì rơi vào tầm 4,35%. Trong 4 năm đầu thì vẫn thu đóng thuế là 0%. Từ năm thứ 4 đến năm thứ 13 thì đóng 5%, và từ năm thứ 13 đến năm thứ 15 thì đóng 10%. Sau năm 15 thì thuế đóng là 20%. Cái kết nối của khu Deep Sea 3 này thì nó cũng khá là gần ngay cảng Đình Vũ này, ngay cảng Lạch Huyện. Cái trung tâm, cách trung tâm thành phố Hải Phòng rơi vào tầm khoảng gần 20 km. Rồi những cái cảng hàng không quốc tế Cát Bi, rồi đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rồi đường cao tốc Hải Phòng Hạ Long Móng Cái cũng rất là gần, đâu đó khoảng 12 km thôi. Đặc biệt là gần, rất gần cảng Lạch Huyện có 3 km đó. Thì đây là một vài thông tin mà mình muốn gửi đến mọi người về cái tổng quan thông tin về cái khu Deep Sea Hải Phòng 3 này. Hiện tại thì mình thấy là cái khu Deep Sea 3 này nó đã về phía biển thì đã cái phần lấn biển thì đã kiểu xây dựng xong cái bờ đê bên ngoài, sau này có thể làm phun cát lấn biển. Còn bên trong này thì đã một phần cũng đã san lấp và làm mặt bằng xong. Còn đại đa số diện tích của khu Deep Sea 3 này mình thấy là vẫn là những cái hồ, những cái đầm nuôi trồng thủy hải sản trước kia và nhà dân. Khu Deep Sea này vẫn kiểu chưa lấy mọi người. Đó thì đây là một vài thông tin hình ảnh mình muốn gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.